chồng đi từ Bình Phước lên Tây đón về các bạn. Đang rõ lều, đang rõ nó ở kia để chuẩn bị về, nhưng mà cùng giờ chị lại không muốn về, nó không biết lý do vì sao. Cái cớ đây chị đau bao tử thôi, chứ thực chất hình như chị có cái gì chứ mỗi lần chị đi cái là có cái hiện tượng nó hơi kỳ lạ các bạn. Tối hôm qua chồng ngủ ở đây luôn hả? À, tối qua anh ba ngủ đây. Tối hôm qua hai vợ chồng có ngủ với nhau không? Có, hai chồng nằm ngủ gần bác Xu. Xu kể là Xu phải ngủ ở đây nè. Thế chồng mới xuống có bữa mà có bầu rồi. Cày ra, vô này cày ra. Vô này cày ra. Vô này không được. Đây là căng rồi đó. Hai mẹ con đang sửa xe các bạn. Đang chờ người chồng tới xem phản ứng của hai mẹ con chị như thế nào. Chồng đi từ Bình Phước lên trên đây từ đêm hôm qua các bạn. Sáng nay thì đang chạy qua bên đây. Lấy được ra chưa? Hai mẹ con tự sửa xe luôn. Cũng đầy đủ đồ nghề phết nhỉ? Cái gì cũng có nhỉ? Có được mấy cái em ơi. Rồi con mở ra chú coi nào. Đây này, cái cục này này, cục này bị cháy rồi này. Để tháo cục này ra là được. Tháo cục này ra thay là được. Cái tôi dít đâu con? Nó cháy đen luôn đấy, thấy không? Đó. Đúng rồi, tháo cục đấy ra. Đây. Đó, nó cháy đen rồi, thấy không? Chỉ cho hai mẹ con chị sửa xe. Gì ngựa không ạ? Hai mẹ con đang sửa xe này các bạn. Lưỡi hối làm cả ngày rồi đó. Thế quét rác này lại đến nó làm mà. Tính tháo ra luôn này chị. Ờ, tháo ra đặng có sửa xe mình dễ sửa em. À, với tháo là lúc là sửa nó dễ. Tháo ra thay đường dây điện luôn. Cái này bị chuột nó cắn dữ quá rồi. Ờ, giờ mình nói lại nó hụt dây điện nói không được. À, cái này mang ra thợ bảo nó thay cho cục cái con dây này khác này. Ờ. Thay con dây khác, xong bắt đầu nó gắn vô cho. Rồi là lâu lắm rồi không đi lượm với trai à chị? Ờ, lâu lắm rồi em. Chắc là do dịch trên này không có đi được đúng không? Vừa dịch vừa xe hư vừa bệnh không đi đâu được hết. Là đủ thứ hết hả? Ờ. Anh ra không có đi đâu được hết. Rồi cô không bán ve chai được thì lấy tiền đâu sống? Thì câu cá ăn hả? Câu cá ăn. Gạo người ta cho đúng không? Gạo cho rồi không... người ta tới người ta cho tiền á. À, gọi là không lo chết đói đúng không? Ở đây còn sướng hơn. À, sướng hơn ở phòng trọ luôn đó hả? Đúng rồi. Ở nhà trọ là không có đồ ăn hay sao? Ở phòng trọ mình không có đồ ăn em ơi. Không có đồ ăn, không có tiền nào đóng nhà đúng không? Không có tiền đóng nhà, không có đồ ăn, không có tiền đóng tiền điện, không có tiền đóng tiền nhà. Mình ở đây nó sướng hơn là ở nhà trọ. Ở đây là mình có ăn nè đúng không? Có cá ăn nè rồi sống thoải mái nè. Câu cá mình bán nước ròng á. À. Mình mò cá giăng lưới rồi mình bán được cũng có tiền. Mình, mình bán được nhiều không chị? Có lúc thì 5-6 ký em, có lúc 2-3 ký. Câu 5-6 ký luôn á hả? Không, câu thì ít lắm. Mình đi bắt hả? Ừ, bắt thì mới nhiều. À. Mình bắt với giăng lưới á, nó mới nhiều. Chứ còn mình câu ít lắm. Ở đây dư cá nó nhát em ơi. Tức là câu là không có đúng không? Ờ, câu không có, câu ngày có nhiều lắm, chừng được 10 con à. À, câu thì đủ ăn thôi đúng không? Ờ, câu thì chỉ đủ ăn thôi, tại nước lớn quá mình với mấy bữa nó tha đĩa đó em. À. Rồi cũng không có mò ốc, mò cá gì được. Vậy là hai mẹ con xuống mò luôn đó hả? Ờ. Thằng này nó cũng biết mò cá nữa nè, nó cũng biết bắt cá. Chắc sắt cá lắm đúng không? Ờ. Vậy là chị thả lưới là một ngày được nhiều không? Thả lưới hả? Có khi nhiều lắm là chừng được 1 ký à. Rồi bán được bao nhiêu? Bán được 1 ký lúc mà mùa dịch mà không có ai bán á. À. Thì bán được 60.
Còn như mà có người bán nhiều á thì mình mò mình bán thì 40. Nó rẻ hơn chút. Tại nhiều người bán. Thì chứng tỏ là cũng giỏi bắt cá đấy chứ. Ủa? Cái đầu nạc phố này đây. Đã dùng quên luôn. Nát hết rồi. Vậy là sống ở đây là không có lo chết đói đúng không? Ờ, sống đây không có lo chết đói. Còn mình ở... Đó thì lo chết đói gặp chuyện. Lo... Sống nhà trọ là không có tiền để ăn luôn đúng không? Ờ, không có tiền để ăn luôn. Tại vì giếng mình cũng tự đào á. À. Có nước rồi mình lọc rồi mình xài. Nhiều khi mình có 10.000, 5.000 đồ mình... Đổi bình nước đồ 10.000 đồ đó. À có cái mình nước mình uống thì mình đổi đúng không? Ờ. Như nước mà nó có phèn nhiều quá thì mình đổi. À. Đổi nước đó cái bình đó em. À. Mình đổi bình nước 10.000. Còn nấu nướng là ăn bằng cái nước mà mình giếng đào. Ờ. Nước này nó có ngọt không hay nó bị Nó hơi chát chát chua chua em. Mà mình nấu cơm nó không có chua, nó không có chát. À giống mình nấu lên rồi là nó hết chát hết chua đúng không? Ờ đúng rồi. Mình uống không thì nó chát chát, nó chua chua. À. Nó bị phèn, nó bị hơi có phèn á em. À. Đổi nước bình mà uống cho uống nước đấy là bệnh đấy. Đấy bữa xe hư toàn uống nước giếng không. Toàn uống nước giếng không á hả? Ờ. Như mua nước đá á. À mua nước đá không đổ nước đấy vào uống hả? Ờ. Còn có đun sôi không hay để vậy uống luôn? Có khi để vậy uống luôn là miếng nóng. Rồi rồi. Để vậy uống luôn đó hả? Ờ. Đây chồng chị tới này. Có khách tới rồi. Ờ. Biết ai không? Có nhận ra ai không? Trời, anh biết bệnh viện Kim Tâm Đức, nó chị em qua, nó bằng đồ nó chị qua tới bên à, vậy là lộn à, tay cái tế bên dưới xin ám em lộn là cái Tâm Đức. Ờ, em chạy qua tới bên ngoại bà luôn. À, rồi có nhận ra ai không chị? Có ông xã chị. Ông xã chị hả? Rồi, thấy hai vợ chồng ôm nhau cái chứ. Kìa ba kìa, xuống ôm ba cái đi. Đấy, ba xuống ôm ba đi. Xuống ôm ba cái kìa con, chị. Đâu con? Ba con kề bên. Ba đó. Ba ruột con đó. Nè, nhìn mặt ơi con. Số ông ba cái đi. Biết đâu. Kiểu nó đi lúc còn nhỏ quá hả? Dạ, đi nó còn nhỏ. Lúc đi cũng 1 tuổi. À, bỏ đi đứng lên nói chuyện với chồng tí đi đã. Thì nói ăn thua vậy, cái này nó cũng hư hết rồi. Tháng 4 sửa xe luôn đây. Đi. Nó để đó. Đứng lên nói chuyện với chồng đi, vào nhà nói chuyện với ba đi con, vào nhà đi. Có ở đâu nói, mệt quá. Thì cứ vô nó ngồi đó đi, mệt quá. Đấy, mấy mẹ con sống vậy đó. Hai mẹ con là nằm ở đây ngủ luôn á. Quá tội. Bên. Giếng này, đào giếng này lấy cái ăn luôn này. Nước này mà lấy uống. Lấy uống luôn á. Thôi bỏ đấy đi chị, vô nhà đi nói chuyện xíu đi. Rồi. Đi vô nhà đi, chồng gần cả chục năm mới gặp lại đúng không? 10 năm rồi đó. Đó đâu cũng bình thường thôi mà. Thôi đổ. Đi vô đi, bỏ đấy vô đi, vô nhà nói chuyện gì đó rồi. Ai ôi, có biết nói gì? Không biết nói gì đâu. Ô, đây nói chuyện với chồng à, con vào thăm ba kìa con. Đi vô đây em. Vô nhà đi chị, vô nhà ngồi nói chuyện xíu đi. Vô nhà mình nói chuyện xíu rồi. Vô ba kìa. Vô nói chuyện với ba kìa. Đi vô đi con. Nói gì giờ? Vô đi cô, làm gì á? Vô nói chuyện với ba kìa đi.
cô thăm ba kìa, ba tới thăm kìa. Sao thấy chồng tới vui không? Cũng bình thường. 8 năm rồi mà bình thường gì? 8 năm hay 9 năm? 9 năm. 9 năm hả? 9 năm giờ mới gặp lại chồng hả? À. Ngồi đi để bỏ ghế ngồi ở trong vòng kia ngồi nói chuyện nè. Anh gọi cho em là cách đây mấy tháng rồi đó. Nhưng mà do dịch không đi được á. Mình đi từ Bình Phước lên đây à anh? Là chạy xe máy hả? À, đi xe đó đó. À, chạy xe máy đi luôn. Anh em đi tới. À. Xuống với đường Quách Điêu dưới đó đó. À. Ngủ dưới đó đêm mà mới lên đây. Ngủ dưới Quách Điêu chứ phải ngủ dưới tỉnh Lộ 10 hả? Thì tỉnh Lộ 10 á. À. Quách Điêu qua là tỉnh Lộ 10. À. Đây ra đây ngồi chơi với em. Làm gì? Đây, ngồi trong đây cho mát này. Ngồi trong đây cho mát này. Thì ngồi đây bình thường chứ có cái gì? Chị ngồi trong đây này chị. Đứng vô đây đâu. Ở đây. Con khóa đồ của mẹ con. Vô đây ngồi đây này, cả nhà ngồi đây nói chuyện này. Nó bây giờ là mình tính đưa đây. Đưa. Tính gì em? Tao bây giờ hai vợ chồng này gặp nhau ôm nhau một cái đi cho nó nhớ rồi. Bình thường có gì đâu. Mọi chứ à. Sao bây giờ là tính đưa chị về hay sao anh? Cũng định đưa chị về đó. Đưa chị về á, nhưng mà giờ mình đang ở chung không ấy. Biết, không biết vợ có chịu về không? Là chị đi bao lâu rồi? Dạ. Út nó nói chuyện với ba nè. Gì vậy Út? Chị về đi chị, dẫn em về đi chị. Ngồi đây chơi đó, ngồi. Này em khỏe không? Nhà này xót quá, khóc quá trời luôn á. Nay em khỏe không? Em khỏe chị. Về đi chị. Cái gì từ từ về nói nha chị. Hôm nay chồng em xuống rước chị về rồi đó. Dạ. Chồng Út á. Ủa chồng Út hả? Chị ba chị thấy không mà. Nói vậy mà nói không đi rước chị về. Thôi bỏ hết đi về sống với chồng đi. Dạ yeah. Đâu, Su nè. Con cái nữa thấy không? Sao không quay ngược? Đâu? Nè. Su à. Cố đâu? Con á. Dạ đây con. Nhớ con luôn kìa. Dạ. Nước mặt cố nhìn miếng kìa. Chào cô con. Chào cô. Chào cô. Em xanh chưa, gái hay trai? Trời ơi, con em 9 tuổi rồi chị ơi, hai đứa rồi. Đứa 9 tuổi, đứa mấy tuổi? Đứa gần 3 tuổi, chị ơi, 3 tuổi mấy à. Ấy đi, có gì chút nói chuyện sau đi, nói chuyện với anh Tiến chút hả, rồi có gì chút nói chuyện sau đi em. Đâu, anh ở đâu, anh ở đâu, anh YouTube đâu? Nè. Rồi, ok. Sao chị bây giờ sao đấy, thấy không? Hả? Chồng quan tâm không, thấy không? Đó, lau mồ hôi. Thế chồng chị là tìm chị cách đây mấy tháng rồi, là gọi cho em là mấy tháng rồi mà dịch không lên được á. Từ ngày mà anh Tiến vô đây, anh đăng YouTube lên nè, anh à. Biết được nè. À. Nhưng mà đi không được, đang dịch bệnh. Với lại người ta đường người ta cản, người ta không cho đi. Người ta cấm thì sao cho đi đâu. Cho nên là giờ anh ấy mới tiêm chích ngừa xong anh mới lên á. Đi tìm vợ là bao nhiêu năm nay chứ không phải là giờ mới đi tìm đâu. Đúng không anh? Dạ. Là hầu như năm nào anh cũng nói đi tìm. Nói chung là khu vực Bình Chánh này là khu vực Hóc Môn này là chỗ nào em cũng có đi tới. À đi tìm. À đi tìm. Đi tìm vợ. Tìm vợ tìm con nhưng mà tìm không ra luôn. Anh vừa đi làm. Ngày nào rảnh là bắt đầu đi từ đây qua tỉnh Củ Chi luôn á, nhưng mà không ghé vô nhà chị hai thôi. À. Có nghĩa là từ cái hồi mà hai mẹ con đi đến giờ là ngày nào anh cũng đi tìm. Cứ rảnh là anh đi tìm. Rảnh là đi tìm. À. Thấy không? Thấy chồng thương chị không? Giờ giấy khai sanh đứng tên em rồi sao?
Về đổi lại được mà. Đổi lại được. Sao đổi vô hộ khẩu bên này sao đổi? Cứ nói về chỗ này tách khẩu ra. Được hết. Khi nào á em về bên đó tách hộ khẩu ra hai vợ chồng mình riêng là lúc đó sẽ người ta sẽ tự chuyển qua cho hai vợ chồng mình thôi. Về chở sẵn cái nhà đó, về đó dọn ra anh ba với chị ở đó. Đấy, ở riêng luôn thấy không? Không, anh xuống bưng anh cắt nhà đi ngay dưới đó. Cái nhà đó, cái nhà đó em có ở đâu? Không á, mà cái nhà đó không có ở. Anh ở dưới bưng luôn. Anh xuống dưới bưng luôn, nuôi gà, chờ nuôi gà nơi này nuôi kia rồi luôn. Còn cái nhà cái chỗ chuồng gà đó thì xuống đó thì để đi em cắt cái nhà đó. Vậy là chị đi được 8 năm bao nhiêu năm rồi anh? Nếu mà tính luôn cả năm nay luôn là 9 năm. 9 năm. Cũng chịu rất giỏi ha, 9 năm mà từ hồi đó anh đi tìm là không gặp lần nào luôn. Không gặp. Có điện thoại lên trên nhà mẹ vợ thì mẹ vợ nói là lúc thì vợ đi mình qua bên Miên. À. Lúc thì đi tùm lum hết. Nói chung là mẹ cũng không biết là chị đi đâu luôn á. Sao bây giờ sao chị? Anh có nhà riêng này này, đón hai mẹ con về này đi tìm gần cả 9 năm nay. Đi về ở với chồng đi cho con nó có cái chỗ nó ở là nó đi học, đúng không? Có, anh có vợ mới chưa? Nếu mà có vợ mới thì anh đi kiếm em làm gì? À đúng rồi đó, nghe câu nói hay không? Nếu mà có vợ mới thì kiếm gì nữa? À. Kêu về làm gì nữa? Tính ra vợ xu cũng đi học bằng chung anh rồi. À, cho nó về nó đi học cho nó vui, bạn bè. Con mình nó còn nhỏ mà để nó sống vậy nó tội nó, hiểu không? Vậy đó, sống đi cho nó biết. Cất con ra đi con, cất con ra đi. Của nó này kia đâu, sao nó này có giấy ngày sinh rồi, nó có cha, có mẹ, nó vui đúng không con? Cất con ra đi, cất con ra đi. Về đi, thôi về với chồng đi, đừng ngờ phải ở cái này đâu có ổn đâu. Gần 10 năm rồi, chết đâu rồi đây. Giận nhau, có giận nhau gì đó, công giờ này cũng là lâu quá rồi. Đúng rồi, lâu rồi bỏ qua đi. Hai con già trẻ hơn. Đấy, để con cu nó sống vậy tôi nó này. Nó về cho nó đi học hành này, có cha có mẹ ở bên cạnh này. Có cái gì bỏ hết đi về. Cái lều bỏ luôn. Cái tiền đằng nãy em cho đấy, mang về trên đó mua xe cho nó hoặc lấy tiền đấy đi xe luôn. Dạ dạ, bây giờ cho anh chị về, anh chị về lại, không lên taxi về luôn. Thôi. Thôi đi về đi chứ giờ chồng đi tìm gần 8 9 năm nay rồi để cho cô này nữa này. Thôi. Năng nảy thật lòng luôn á. Để dẫn cho nhóc nó đi học rồi chị ba ơi. Như nó này nó nói với chúng anh em bằng tuổi với nhau, chúng anh em nay học hành ở nhà sung sướng nó đi đây. Vậy đó. Má trên đó cũng chồng em vậy. Trời ơi, má bà đi từ sáng giờ bà hỏi tới chưa bà định xuống đó chứ. Má nay đi tới chỗ là điện cho má nè mà. Má nay ở nhà mắc dữ nhỏ em đó dịch bệnh đâu có gửi được đâu, má đâu đi được đâu. Má yếu rồi. Trong này chủ yếu là hai vợ chồng sống với nhau thôi. Để nó đây, nào anh cũng thương nhớ đàng hoàng. Lúc đi kiếm biết bao nhiêu lâu. Kiếm bao nhiêu năm nay đúng không anh? 9 năm nay là đi dòng đi kiếm mà không gặp ấy. Thôi tốt nhất là đi về với chồng đi. Mẹ thì già rồi thì giờ mẹ cũng chả sống được bao lâu nữa. Phải không? Đó, không thì hai vợ chồng ra ở riêng đi làm kiếm tiền nuôi thằng cu này. Đó là ở riêng, không ở chung. Hồi xưa cũng ở riêng á, nhưng mà ở gần nhà mẹ thôi. À. Nhưng mà hai chồng là nhà kế bên. À. Đó, xu này là lúc đó là ban ngày mình về nhà mình giữ mình ăn uống này kia rồi xong tối bê qua ngủ với bà nội. À. Đó. Từ ngày mà em bế xu đi là mẹ suy sụp luôn, mẹ ốm luôn đó. Mẹ lên không nổi luôn á. Chị ba về cho má gặp má này còn có 32 kg. Mẹ thương xu lắm á. Cho em biết á. Thôi về đi cho bà gặp cháu nữa. Bà cũng lớn tuổi rồi. Cái chuyện gì thôi, cái chuyện cũ bỏ qua đi. Giờ về mình làm lại từ đầu. Chồng cũng yêu thương, bên gia đình chồng cũng yêu thương chứ đâu phải không đâu. Đúng không? Không thương thì sao người ta đi kiếm mình đúng không? Thấy em chồng cũng thương mà đúng không?
nó lúc đó lên YouTube đó là nó thấy là mới về làm rẻ thôi đúng không? Nó kêu là đi rước về ba giờ này là lúc đang dịch đó đó. À. Là nó chạy ra chạy giấy chạy xe này kia đồ luôn cho để đi xuống rước đó. À. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là đi không được, đi rồi xuống đây rồi chạy chưa chết này kia đồ là sao về. Giờ về ở nhà luôn đâu sao đâu. Giờ về ở nhà luôn sao. Nhà cách ly tại nhà đâu sao đâu, rồi chích ngừa có giấy tờ đi chích ngừa. Không, cái lúc đầu cái lúc mà em điện anh á mà em nói em xuống á là lúc đó là em chạy mượn xe. Để xuống đây rước về, nhưng mà mới giờ rước về thì không chích rồi, nhưng cũng phải bắt chị ba với lại nhóc cách ly. Mà em xin cách ly tại nhà không cho, cách ly tập trung. Em ngại cái vụ cách ly tập trung, lỡ nhưng mà mình không bệnh, mình về đó mình cách ly tập trung mà mình cũng bệnh nữa. Em ngại vấn đề đó là em mới không đi, em cứ lần chừng giết tới giờ đó. Nhưng mà em nghĩ giờ nó cũng ổn rồi, dịch bệnh đâu đó rồi, cho nên là đi về không sao đâu. Giờ thông đường hết rồi, đi giờ thông đường, giờ đi được, về tới nhà mình là nếu mà ấy thì mình xuống dưới bưng á. Dựng cái chòi lên, dựng có cái chạy gà sẵn luôn ở đó trong đó luôn cũng được. Từ dựng cái chòi lên đó. Thôi về đi chị, em thấy vậy là gia đình chồng thương rồi, chồng cũng thương này, về đi. Ủa, chứ là mình ở cái này về đi. Mình nghĩ đến chồng đến con đó chứ không phải là nghĩ riêng cho mình, hiểu không? Đúng vậy, quan trọng là mình thương con, là mình nghĩ cho con này. Giờ con giờ nó có cha có mẹ này, quan trọng là cho con thôi. Bây giờ chị thấy con chị nó đi ra đường nó không có cha, nó buồn lắm chứ. Nó còn hỏi cha nó đâu nữa mà. Con biết tên của ba không? Hả? Số. Số kìa. Số. Ba hỏi. Không. Ba ruột con á. Con biết. Bác chị ba. Không có đứng tên, về công cự lộn, công lại đuổi nữa, mệt lắm. Nữa, đuổi hay nào? Có đuổi em bao gây giờ? Lộn đâu nữa, mệt lắm. Không sao hết á, anh nói với em rồi, về làm giấy tờ lại, đổi giấy khai sinh lại có sao đâu, đổi tên lại. Ủa chồng công vợ mà lo gì, về cho con nó có cho giấy khai sinh, có tờ giấy tờ đó, nó đi học đi hành mới bằng với bạn với bè nó chứ. Hồi xưa có ai đuổi em đâu, tự em bỏ đi chứ có ai đuổi em. Ngày em đi là ngày đó anh chạy lang thang ở ngoài đường anh đi kiếm em. Anh chạy riết mà 3 ngày sau anh chạy xuống nhà chị hai của em. 9 năm trời là đi tìm chị đó. Mà từ đó đến giờ này anh đâu có khi nào mà để gần đi tìm em đâu. Lúc nào anh cũng đi tìm em. Anh đi làm với Sài Gòn này, cố tình anh đi Sài Gòn này là anh đi kia để đi kiếm em vòng cái này coi. Thôi từ từ về đi. Từ từ thì sao? Thôi về đi, em nói thật đi về đi, chị nghĩ cho con chị nữa. Chồng đi tìm cái này mà đi về đi chứ. Dạ. Mấy cái này giờ đâu đáng bao nhiêu đâu, bỏ hết đi. Ở đây cũng chẳng còn cái gì để lưu lý gì nhiều đâu. Những cái đồ này bỏ hết đi, không cần quan trọng đâu, về làm lại. Có nhà, có cửa, có gia đình, có anh chị em. Giờ đó anh có hai chiếc xe Honda đàng hoàng, anh chiếc, em chiếc, anh đi làm chiếc, em làm chiếc. Ừ. Rồi cái này bán về chai luôn. Quá sướng rồi, gì nó về có nhà ở này, có xe đi này, con được đi học này, em ở gần chồng ngon, này. Anh đưa xe ngon, anh đi xe... Thôi chồng năn nỉ về đi chị ơi. Chị thương con, thương chồng đi. Nói chung là nhà cũng thương em chứ có ai mà ấy gì em đâu. Có ai đuổi gì em đâu. Tại em suy nghĩ em cứ nói vậy không á, người ta đuổi em không á. Thôi về mất công cự lộn mệt quá. Cự lộn cái gì nữa. Giờ Út về riêng nè. Giờ chồng Út thì ở riêng rồi nè. Em ở riêng từ nào giờ rồi. Giờ về nhà nào người đấy ở đâu, ở chung nào lo. Em về dưới là về xuống dưới. Em tên gì? Em tên Dương.
Em về là xuống dưới bưng là cất cái nhà chưa, cất cái chòi trước đi, ở trong cái chuồng gà, trong cái trại gà trước đi. Đó. Hay là dựng cái bạc trước đi rồi từ rồi vợ chồng mình lo cất cái nhà lên. Đó. Còn cái nhà trên là không ở. Còn nhà vợ chồng mình ở là không ở nữa. Ở dưới bưng nữa cho xa mẹ ra khỏi nha. Cũng lì nha, 9 năm tờ đi chỗ này. Từ từ về. Thôi về đi chị, về đi. Chồng nói như có đó rồi, về đi. Có nhà riêng, có chỗ ở riêng, có xe riêng rồi. Ở đây đâu được cái gì đâu mà về mà ở. Ở đây thì giống như vậy thôi. Bây giờ tháng nắng này nó không sao, tới tháng mưa rồi sao? Nắng cũng chết thì rồi. Ở mùa mưa tới giờ mà. Thì anh biết lúc trước là chịu khổ rồi, nhưng mà giờ gặp anh đem về là anh không có để cho tôi khổ cực nữa. Nha. Không. Thôi cái gì biết nữa. Này thằng này. Không. Anh có biết không? Hồi lúc á em quen chị nè, là một khi mà giận á là đi năn nỉ một ngày một đêm. Mày là thương vợ quá là gì nữa, đâu phải là chờ. Lúc đó chị quýnh có một bộp tay vô trong cái bắp đùi thôi mà giận đi năn nỉ một ngày một đêm à, chưa hết giận. Vậy là thương vợ lắm chứ đâu vậy. Theo người ta là người ta sẽ bỏ luôn à. Đó. Ta đâu có đi năn nỉ đâu à, còn mình phải đi năn nỉ. Thấy không, chồng còn thương có đó rồi. Còn cái bữa đó đi làm về mệt quá nằm ngủ quên, cái mình đem mình nằm, nói chung là lỗ tai thì có một bên nghe một bên không nghe à, mà đem ụp cái bên này xuống gối đi đó, nằm ngủ say về đi làm về nhà đập cửa này kia rồi nó kêu đập cửa cài cửa này kia rồi mình không nghe, tính chừng mình giật mình thức dậy thì mình lúc đó mình mới nghe mở cửa canh cái là chạy ra giận cả đêm luôn à, cái là nằm ở ngoài kia kìa, nằm ngoài ghế bố luôn, ngoài xa bằng đây là cái lùm kia kìa à, mà thay thì mập, lúc đó mập hơn giờ nữa đó à. Mà lúc đó tôi bế tự ngoài đó tôi bế vô nhà ghê à. Thôi về đi chị, anh thương chị có đó rồi chị đó, đâu phải ai cũng được như vậy đâu. Đâu phải anh nhậu nhẹt rồi cờ bạc hay là ví dụ như có cái gì đâu. Thương vậy là từ quý từ lắm về. Rồi, đi về đi. Ôi. Về sống với chồng với con đi. Đi về. Anh nói thiệt. Dạ chị ở ngoài đây là tôi thằng cu này. Nó còn phải đi học nữa, tương lai của nó đấy chứ, chị tính nó về sau cho nó đi lượm ve chai luôn hả? Không lẽ để nó về hoài. Về nhà có đất đai này kia đâu, dưới giường dưới nhà đó. Về nó có cha có mẹ rồi. Anh thì đi nói chung là đi làm, đi bốc vác hay là làm bất cứ ai kêu gì là làm đó. Nhưng mà thật sự từ xưa giờ đó, thì anh làm về rảnh lúc nào thì anh phụ em trồng trọt này kia đâu. Còn em rảnh rỗi thì em muốn đi mua dây chai thì em đi mua dây chai, xe đó 2-3 chiếc. Thôi về sống với chồng đi, có nhà có cửa hả? Vậy đó, tự tạo từ từ ở dưới bưng. Về nhà mẹ cho miếng đất ở dưới bưng đó. Mẹ cũng nói rồi mà, mày rước vợ về tao cho mày miếng đất ở dưới bưng, hai chồng mày cất nhà ở dưới đó luôn. Nghe anh làm mày thiệt không à? Ngày xưa dần cái gì mà bỏ đi? Nói chung là em cũng không biết giận cái gì nữa. Ngày đó hai chồng đang đi lúc em mới bị té xe vừa tỉnh dậy à. Cái hai chồng bữa đó là bà già bà đi Tây Ninh nên là bà nhờ là kêu Tiến ơi mày đi đám cưới giùm mẹ giùm má. Cái gửi hình xu qua cho vợ chồng Út mà hằng kia ra. Cái gửi qua cái kêu vợ ở nhà nấu cơm đi chồng đi đám cưới chừng nửa tiếng chồng về à, mới kêu đi đám cưới gì nửa tiếng còn nói câu đó nữa. Kêu ra tranh thủ anh chạy về liền
Cái ra thì ngồi vừa ăn đâu, đến cái lẩu cuối cùng đâu dám ăn đâu, nó lật đật chạy về. Chạy về nhà tưởng sao, quay qua không thấy, đi kiếm vợ không thấy đâu vợ đâu hết. Lý do là sao chị? Lý do là sao đi? Hả? Hả? Lý do là sao lúc đấy đi? Lúc đó hả chị, cự lộn với ngốt rồi đó, bệnh viện á. À. Rồi chị mới đi. À, vậy là không phải là giận chồng đúng không? Không. Vậy là chồng thương đến vậy rồi còn còn gì nữa. Thôi đi về với chồng con đi. Bây giờ chị ở đây này, thứ nhất là không có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng này. Rồi ốm đau bệnh tật này, rồi con cái nữa. Ở đây có mình em ốm đau này kia đâu, ai lo cho này kia đâu. Về tới vợ chồng